Truy cập ngay robotsuyrae.com, website bán robot rẻ nhất Việt Nam và cực kỳ uy tín. Ngoài ra, chỉ với 10.000 đồng, bạn sẽ có cơ hội sở hữu lên đến 8.000 robot. Còn chăng chơi gì nữa, nhanh tay truy cập ngay robotsuyrae.com để hút robot cực rẻ nào. Cam kết rẻ nhất thị trường, không rẻ không lấy tiền. Wow, amazing! Ok ok ok, và hello anh em, và chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình, và mình là Đô đây. Ok, và clip ngày hôm nay của chúng ta thì sẽ tạm ngưng chơi Sindo Live một tí ha. Rồi ôi, suốt ngày Sindo Live chơi ngáy được con mà. Ừ, Sindo Bi, Sindo suốt à. Ừ, ok, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đổi gió một tí, chuyển qua một cái tựa game mới mà mình nghĩ là chắc là ít anh em biết đến tựa game này. Đây là một tựa game vừa mới ra mắt đây thôi, và nó có tên là Universal Bizarre. Đọc cái tay mà muốn trầm cảm luôn, thật cái con mà thề, trời má ơi. Và ok, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tựa game này, và cho những anh em nào chưa biết thì mình sẽ cung cấp thêm một số thông tin. Đó chính là tựa game này, người mà gọi là owner của tựa game này là chủ sở hữu của Jojo Blog anh em ạ. Ấy, một tựa game mà một thời gọi là nổ đình nổ đám đấy anh em ạ. Và ok, thì tựa game này đã do chính owner của Jojo Blog làm ra luôn ha. Và chúng ta sẽ cùng xem thử tựa game này có gì khác biệt nào. Đầu tiên mới vào thì anh em có thể thấy được rằng là level của mình rất là cao, và cũng như là số lượng tiền của mình cũng như thế, là bởi vì là admin để cho mình rồi anh em ạ. Để cho mình hết tất cả mọi thứ luôn, từ stain rồi các thứ luôn. Và tựa game này nó rất là đặc biệt ở một cái chỗ, đó chính là nó vừa có cả stain và nó vừa có cả 1P nữa con mà. Ui dồi ôi, xịn chưa. Và bằng chứng là đây, mình đang có trái Fire Fruit, anh em có thể nhìn ở phía dưới này. Đấy, và chúng ta sẽ thử dùng thử cái chiêu xem nó như thế nào nha. Quy nào. Ui dồi, ok, quy của mình sao nó chẳng thấy gì. À, nó bắn ra những cái tia lửa không ạ. Và nó, mình thấy có mùi nó hơi lát con ơi. Nó bắn ra một cái viên đạn lửa và hình như nó hơi lát nên mình không thấy được đấy. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại với chi quy là xem thế nào ha. Ok, lát luôn con ạ. Lát vãi nồi này. Vãi nồi thật, game hơi lát nha mọi người. Ok, và mình nghĩ là mình nên fix lại. Ui chữ A này. Wow. Và mình thấy con này nó không bị gây đam. Ui có con ạ, nhưng mà hơi slow nha. Game nào mình nghĩ là mình cần phải gọi là fix lại về cái độ lag của nó, vì hiện tại là game đang trong bản beta thôi anh em ạ. Thì tựa game này nó khá giống với cái giao diện của nó, khá giống với lại tựa game Jojo Blog, vì nói chung là chung một người ấy anh em. Đấy, thì tựa game này mình thấy là nó khá là ổn. Nói chung là ngoài cái việc là hơi lag thôi, server của mình nó hơi lag, còn mà chắc là mình sẽ phải đổi server thôi. Ok, và mình đã đổi server rồi. Và coi bộ là server này mình thấy có vẻ là mượt hơn một xíu rồi đấy. Server kia nó hơi lag con mà. Và ok, tựa game này là nó sẽ spawn Stain Arrow này, cũng như là những cái trái ác quỷ vào mỗi 30 phút nha mọi người. Đấy, mỗi 30 phút anh em cứ tìm quanh map, và mình thề với mọi người rằng là tìm cái này nó hơi chua đấy. Và cái game này mới vào thì mình nói thật luôn là farm hơi căng đét đấy, hơi khó. Bởi vì sao? Bởi vì tựa game này không có nâng điểm start, nên anh em nhìn xung quanh này không có một chỗ nào để anh em nâng điểm luôn. Và nó chỉ có nâng điểm mạnh, anh em mạnh hơn bằng cách đó chính là anh em lên level thôi. Lên level thì máu của anh em nó sẽ tăng lên, và cũng như là cái sức mạnh của anh em cũng sẽ tăng lên đồng thời theo ha. Đấy, thì đấy là cái việc mà để anh em mạnh lên. Và ngoài ra để anh em mạnh hơn nữa thì anh em sẽ có được những cái haki này. Và hiện tại thì mình đã được cho admin gọi là boost cho một cái haki mà mình nghĩ là rất là ít anh em có được cái này. Đó chính là haki bá vương. Và cho những anh em là chưa biết thì haki bá vương trong tựa game này nó trị giá đến tận là 4.999 robux, hay còn gọi là 5.000 robux để cho nó tròn đi thế ha. Ấy trời ơi, một con số cực kỳ chua. Và mình thề với mọi người rằng là không hiểu sao mà mình có thể gọi là cho một cái haki bá vương nó gọi là hiếm, nó đã hiếm mà nó còn đắt như thế. Thì những anh em nào mà mới lập ặc ấy thì anh em sẽ có tỷ lệ là 0.mấy% mới là chỉ được cái haki ha. Nói chung là rất là hiếm luôn. Và ok, ở đây thì mình đang sử dụng haki gọi là haki vũ trang. Haki vũ trang ha. Rồi bấm chữ bờ ha, là buso đấy anh em, buso haki đấy. Đấy, để anh em có được cái haki vũ trang này, bờ để bật và tắt ha. Thì nó sẽ boost cho anh em ở tầm đâu đó là 5% đam nha. Nếu mình tính không nhầm là thấy 5% đam. Một con số thì mình thấy là cũng khá là ổn. Đây 63 này, ui dồi ôi, 63 đam một hit thì mình tắt nó đi xem nó như thế nào ha. Ui giờ còn có 60 này nên thấy không? Đấy. Ok, và vị trí mà mua haki ở đâu thì mình cũng sẽ chỉ cho anh em luôn ha. Rồi, và đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay tại đảo Tăng Thủ này ha. Thì anh em sẽ đến ở đây, anh em để có thể gọi là mua
một cái con tàu ha. Đấy thì mình cũng nói trước luôn, để mà anh em mua cái Busho Haki này ấy, hay còn gọi là Haki vũ trang ấy, thì anh em cần đến level 100 nha, level 100, và ngoài ra thì anh em cần đến tặng là 100.000 tiền nữa kia ấy, nó khá là chua. Rồi thì bây giờ thì anh em sẽ rẽ hướng bên phải ha, anh em cái đảo, thấy cái đảo gần cạnh này không? Đấy, đi thẳng đến đảo đấy luôn anh em ạ. À, nó nằm ở trên đảo đấy đấy, let's go. Ok, và mình đã đến cái đảo rồi đây anh em ạ. À, đây đây là nơi để anh em mua Haki ha. Đấy, đi thẳng đúng một đường rất là gần luôn ha. Rồi và đến đây thì anh em sẽ rẽ trái nha mọi người. Đây đây là nơi để anh em mua Haki. Rồi để trái vòng qua đây thì chúng ta sẽ có một đường bí mật ở trong này. Đấy, thấy chưa? Đường bí mật đấy không ạ. Rồi và vào đây thì chúng ta sẽ có một cái ông lão, và anh em ấn G ha. Để nói chuyện với NPC anh em cứ ấn G thôi. Rồi và anh em sẽ mua với giá 100.000. Đấy. Ok, hiện tại thì game đang có một cái event, đó chính là sở hữu Star Platinum The World anh em ạ. Đây, và anh em phải sở hữu đến tận là 900 điểm này kia, và điểm này thì theo như mình biết là hình như là treo thôi anh em ạ, chỉ việc treo thôi, và cứ hình như là 8 phút là anh em được một điểm thì phải, nếu mình nhớ không nhầm là thế. Ok, hơi chua đấy không ạ, hơi chua. Ok, và ngoài ra thì admin còn có một cái event, đó chính là x2 spawn nữa, có nghĩa là cứ 30 phút nó sẽ spawn đồ cho anh em ấy, spawn những cái stun arrow hay là trái quỷ gì đấy thì nó sẽ spawn x2 luôn ha. Đấy, khá là lợi, bởi vậy anh em nên vào và trải nghiệm thử ha. Hiện tại thì mình đang sử dụng trái Fire Fruit, hay còn gọi trái Flame ấy, trái Mera đấy, thì mình sẽ review chiêu cho anh em luôn. Đầu tiên sẽ là chiêu Q. Ok, nó sẽ bắn rất là nhiều tia lửa tới phía trước ha. Chiêu này mình thấy nó khá là giống với lại cái Pika. Ồ, lửa mà lại có cái chiêu này mình thấy hơi sida. Thường là cái chiêu đầu tiên của lửa nó sẽ là cái nắm đấm lửa không ạ, nhưng mà cái này lại là một chiêu bắn tia, nó hơi sida tí. Chiêu chữ E thì hồi nãy anh em thấy rồi đúng không? Đấy, trời ơi, nổ này vãi đái không. Chiêu R là gì ta, để coi nào. Ui, chữ một cái gọi là cái đường cái đi mà một cái luồng ánh sáng lửa phía trước. Ui dồi, nhìn xịn sò vãi đái không ạ. Lại nào, mình xem thử nó xa mức nào ha. Chữ tới cái tàu đó ông ta. Ui rồi, chữ qua luôn không ạ, xa vãi đái luôn. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến với chữ F nào. Wow, chữ bay. Ok, và thêm mình thấy thì cái này nó bay hơi sida, mình bay xuống nước được không ta? Ôi, bay xuống nước không mắc máu không ạ? Bay xuống nước không mắc máu không ạ? Sida vãi nồi. Ok, mình sẽ bay tới gần 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 đó đã. Ui rồi, bay xuống nước này, không mất máu luôn. Game vẫn còn nhiều lỗi lắm không ạ. Game này đang trong beta thôi ha. Nên nói chung là nó sẽ vẫn còn rất là nhiều lỗi. Rồi. Ui rồi. Bấm nút F lại là để hết bay này. Error nào. Úi trời ơi, cái chiêu nó vãi đái không không, quá là mạnh luôn ha. Ok, thì những anh em nào mới vào ấy, mình nghĩ là anh em nên dành một chút thời gian ra để anh em có thể tìm được những cái trái ác quỷ ha. Thì lúc đấy thì anh em sẽ farm rất là dễ, chứ còn những anh em nào mới vào mà công farm, tôi thề là farm chua lắm. Game này farm mới vào công không có skill gì, không có những cái kỹ năng gì là công farm cực kỳ chua luôn. Đấy, cầm mỗi cái combat mặc định là farm rất là chua. Như hiện tại là mình đang có Harmon này. Đấy, mình đang có Harmon ha. Thì mình cũng khá là mạnh luôn. Harmon thì mình sẽ làm clip chỉ cho anh em cách lấy sau ha. Trời ơi, Fire Fruit và Harmon là hai cái bộ combo kết hợp rất là mạnh nha. Nên những anh em nào mà muốn farm được game này thì mình khuyên là anh em phải có được đồ trước đã, chứ không là công không làm được gì nó đâu, nó khỏe lắm. Rồi, và ok, hồi nãy thì mình có gọi là nhá hàng cho anh em cái Haki Bá Vương đúng không? Thì bây giờ mình sẽ test thử cho anh em xem Haki Bá Vương nó như thế nào nha. Và ok, để sử dụng Haki Bá Vương thì anh em sẽ ấn nút X ha. Đấy, ấn nút X sẽ xé không ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem ha, X nào. Úi xồi ôi, ông thấy vãi đái không, một cái vùng cực kỳ lớn luôn. Và ok, mình sẽ giải thích cho anh em cái Haki Bá Vương này nó hoạt động thế nào. Đầu tiên thì nó sẽ xem thử khoảng cách level giữa anh em và những người khác nó là bao nhiêu, và sau đấy nó sẽ gây đam ha. Ví dụ như anh em đang level 250 giống như mình, mà anh em đánh một cái ông gọi là level 1 ấy, sử dụng Haki Bá Vương lên ông level 1, thì cái ông level 1 đấy sẽ bị gây đam cực kỳ nhiều, và cũng như là bị stun cực kỳ lâu luôn. Còn đối với những anh em nào mà đang level 250 mà anh em đánh dùng Haki Bá Vương lên một cái ông khác level 250 thì ông đấy chỉ bị mắc một xíu máu và cũng như bị stun có xíu thôi. Bởi vậy Haki Bá Vương nó mạnh là phụ thuộc vào cái khoảng cách level giữa anh em và đối phương. Đấy, có nghĩa là khoảng cách càng lớn thì anh em sẽ càng mạnh ha. Đấy, Haki Bá Vương sẽ càng mạnh. Đấy, bởi vậy thì mình nghĩ là Haki Bá Vương này nó cũng khá ổn trong cái việc gọi là farm quái này, farm quái cũng như là PvP gây chó đối phương cũng ổn, anh em mà cũng ổn thôi nha. Nhưng mà admin cho một cái giá là 4.999, nó hơi chua không, mình thấy nó không xứng đáng cho lắm. Ok, theo mình thấy thì Haki Bá Vương này nó đắt là cũng chẳng qua là vì nó hiếm thôi anh em ạ.
Thì hiện tại thì game đang có một cái event đấy, nên anh em nào mà gọi là muốn sở hữu những con stand gọi là hiếm như thế này thì anh em có thể vào để lấy nha, vào để treo thôi, anh em chỉ việc treo máy thôi là được stand rồi ha. Ok, và có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Và anh em đánh giá như thế nào về tựa game này? Đây là tựa game Universal Bizarre, và game này đang trong bản beta nha, nên những anh em nào mà muốn trải nghiệm thì anh em có thể vào ha. Và ok, có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây thôi, và mình sẽ để link game ở dưới phần mô tả hoặc là dưới comment, anh em có thể gọi là vào comment để lấy ha. Và anh em đánh giá như thế nào về tựa game này thì anh em nhớ comment bên dưới cho mình biết ha, và chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau. Và nếu anh em có thắc mắc gì về tựa game này, nhớ comment bên dưới và mình sẽ giải đáp cho mọi người luôn ha. Và ok, bye bye mọi người, và chúc mọi người một ngày vui vẻ. Bye, nhớ like và subscribe đấy nha.